Trời ơi, cả làng ơi, hôm nay đi các bà nhờ đi chụp ảnh cho chụp ảnh Tết đây. Mùng 1, mùng 2, mùng 3 đây, hôm nay mùng 2. Mùng 2 Tết đây bắt đi chụp ảnh đây. Con có mang máy ảnh về đâu mà các bà cứ bắt con chụp nhờ. Con mang máy quay về thôi. Đây máy quay đây, các bà fan hâm mộ trên kênh A Báo đây. À, năm mới con chúc các bà mạnh khỏe, vui vẻ, tươi trẻ như ngày hôm nay đây. Các bà nhìn lúc nào cũng tươi này, tươi không cần tưới này. Mẹ báo vào đây nhanh lên còn kịp vào. Các bà mới có U50 thôi. Đấy, các bà mới U50. Ôi giời ơi, bà 67 à? 67 nha. Hết đây nha, 50 đâu nha con nha. Các bà 67 tuổi. Ô mà nhìn trẻ đấy. Bà này 67 này. Bà này 61. 61 62. Ô toàn đấy, U 60. 70 hết rồi. 70 hết rồi. Bác Dương cũng thế à? Ừ. Ô thế thì nhìn các bà vẫn còn trẻ lắm. Vẫn còn săn da được. Đấy. Vào đây trên ơi. Bây giờ là đi phải đi ra ở chỗ kia. Chín giờ hơn mới rửa bát. Xong rồi mới được ra. Bây giờ là phải kiểm tra xem địa hình địa thế để chụp ảnh cho các bà ấy. Đấy. Rồi cả nhà đang đi chụp ảnh cho các bà đó. Bây giờ A Báo sẽ cho cả nhà gặp một bác cũng rất là nhiều tuổi ở trong 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 xóm rồi ở Việt Vinh. Chào nhá. Bác ơi, con muốn phỏng vấn bác một tí là bác có thể giới thiệu qua cánh đồng của nhà mình để khán giả trên kênh của con được biết được không nhỉ? Xin chào các bạn này, tôi là Hà Hải Lý, bí thư chi bộ thôn Tân Thành, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang nha. Xin chào. Hôm nay rất vui và phấn khởi đầu xuân năm mới, bà con thôn Tân Thành chúng ta đi tham quan cái mô hình cánh đồng mẫu của xã Việt Vinh và được tổ chức tại ngay thôn Tân Thành. Chương trình tổ chức sau khi chào bà con nhân dân thôn Tân Thành nhá. Hôm nay là ngày mùng 2 Tết Quý Mão năm 2023. Bà con chúng ta đi du xuân thăm thú một chút cái cánh đồng của thôn làng Tân Thành xã Việt Vinh. Cũng nhân dịp này cũng là bà con vừa được thăm thú, vừa được chụp ảnh, vừa du xuân nhân dịp đầu năm mới xuân Quý Mão, con mèo vàng. Vâng, hôm nay chúng tôi rất vui mừng và phấn khởi được làm một tí truyền hình cho các bạn và cùng xem cánh đồng của chúng tôi là được sau khi thực hiện cánh đồng mẫu tại thôn Tân Thành, thì đây cũng là một chủ trương lớn của Đảng, Chính phủ đã dành cho nhân dân thôn Tân Thành của chúng tôi. Hôm nay được có cái bộ mặt như hôm nay thì chúng tôi cũng đã rất là phấn khởi và tham gia các chương trình hội nghị cũng như là các chương trình lớn của ủy ban của huyện tổ chức tại thôn, làm cho bà con hiểu được cái công tác tuyên truyền vận động để cho bà con nắm được cái kế hoạch cũng như là cái chương trình chuẩn bị cho cánh đồng mẫu của thôn chúng tôi được tổ chức thực hiện từ lúc triển khai cũng như là chương trình thực hiện đến bây giờ rất là hoàn thành và tốt đẹp lắm rồi nha bà con nha. Đây, xin chào đây. Năm mới nha, chúc mọi nhà mọi người mạnh khỏe, an khang thịnh vượng nha. Chào thân ái. Cô gái sông Lam biết yêu anh, biết thương, biết giận, như thương nhau câu hát em chờ sông Lam xanh mãi. Hò bên sông em là cô gái sông Lam biết yêu anh, biết thương, biết giận, như thương nhau
về rẽ lùi em qua. Chè xanh mẹ nấu thơm ngon cả làng. Ai ơi bưng bát cơm đầy. Nhớ khi tuổi lừa ngọt bùi có nhau. Trăng hiên đỉnh núi Hồng Lam ngân nga câu hát. Em giờ thương ai hỏi trăng bao tuổi rủi trăng mà anh chưa vờ. Em còn thanh xuân đời người khi đục khi trong. Sông sâu tìm về với biển, trăng nghiêng soi bóng anh về. Thương em anh hát câu hò bên sông. Gái sông Lam biết yêu anh biết thương biết giận nhớ thương nhau câu hát em chờ. Sông Lam xanh mãi câu hò bên sông. Đường về rẽ lùi em qua chè xanh mẹ nấu cả làng. Ai ơi bưng bát cơm đây. Nhớ khi tuổi lừa ngọt bùi có nhau. Trăng nghiêng đỉnh núi Hồng Lam ngân nga câu hát. Em giờ thương ai hỏi trăng bao tuổi rủi trăng mà anh chưa vờ. Em còn thanh xuân đời người khi đục khi trong. Sông sâu tìm về với biển, trăng nghiêng soi bóng anh về. Thương em anh hát câu hò bên sông. Trăng nghiêng soi bóng anh về. Thương em anh hát em là cô gái sông. Gái sông Lam biết yêu anh biết thương biết giận nhớ thương nhau câu hát em chờ. Sông Lam xanh mãi hò bên sông.
sông. Em là cô gái sông Lam, biết yêu anh, biết thương, biết giận, nhớ thương nhau câu hát em chờ. Sông Lam xanh mãi câu hò bên sông. Đường về rẽ lối em qua, chè xanh mẹ nấu thơm ngon cả làng. Ai ơi bưng bát cơm đầy, nhớ khi tuổi lửa ngọt bôi có nhau. Trăng hiên đỉnh núi Hồng Lam ngân nga câu hát. Em giờ thương ai, hỏi trăng bao tuổi rủi trăng mà anh chưa vợ. Em còn thanh xuân đời người, khi đục khi trong sông sâu tìm về với biển. Trăng nghiêng soi bóng anh về, thương em anh hát câu hò bên sông. Gái sông Lam, biết yêu anh, biết thương, biết giận, nhớ thương nhau câu hát em chờ. Sông Lam xanh mãi câu hò bên sông. Đường về rẽ lối em qua, chè xanh mẹ nấu cả làng. Ai ơi bưng bát cơm đây, nhớ khi tối lửa ngọt bùi có nhau. Trăng nghiêng đỉnh núi Hồng Lam ngân nga câu hát. Em giờ thương ai, hỏi trăng bao tuổi rủi trăng mà anh chưa vợ. Em còn thanh xuân đời người, khi đục khi trong sông sâu tìm về với biển. Trăng nghiêng soi bóng anh về, thương em anh hát câu hò bên sông. Trăng nghiêng soi bóng anh về, thương em anh hát em là cô gái sông. Nào các bà vào đây, chuẩn bị vào đây. Cả nhà này, một là đứng hay là ngồi ở góc này. Đứng. Mấy hàng cũng được các bà. Có máy bay lấy được hết. Đây.
Đây đây đây. Cả nhà thích lấy kiểu gì? Cốm ơi, cốm đi vào đây con. Đây, chúc mừng năm mới này. Cốm đứng đằng trước đây. Đây đây đây. Đứng đằng trước. Lên lên một bậc nữa, cả nhà lên một bậc nữa. Lên một bậc nữa. Đây này mới đẹp. Lên lên lên. Đứng là sát vào đây. Đấy. Đấy. Nhà văn hóa tận thôn Tân Thành đây rồi. Cả nhà làm một kiểu nhá. Một hai ba nè. Rồi từ từ bình tĩnh. Từ từ. Thả tim nào. Đấy, đây là từ từ nhá, đây. Phải vào cho gần cho các bà. Ờ đấy, vào gần gần đúng rồi. Đấy. Đấy, rồi. Phải lấy đủ mọi người đó. Ừ. Rồi thiếu ai nữa không? Thiếu mấy cốm à? Cốm đây rồi. Đấy, cốm đủ rồi nè. Cả nhà thấy mình trong hành nhá. Đấy, đủ hết rồi nhá. Bây giờ nha, bây giờ vẫy tay chúc mừng năm mới nhá. Nào, chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới nào. Đấy. Đẹp chưa? Làm tiếp rồi đây. Anh lên cao. Cho bà Hạt làm tiếp cho hai thằng già. Hai thằng già. Đúng. Tất cả các thằng già đi. Bye bye. Được rồi. Chụp ảnh cho các ông. Đây bây giờ chụp ảnh cho các bà nào. Đây, chụp ảnh cho các ông các bà nào. Đấy, các bà đang chụp ảnh đây, thay nhau chụp ảnh đây. Dạ. Dạ chờ con đưa máy về đó. Cốm ơi, không chạy lung tung. Vào đây chụp ảnh nữa. Đấy, các bà đang chụp ảnh đây. Vào xem các bà chụp ảnh sau tí bố chụp cho con. Gài sông Lam, biết yêu anh, biết thương, biết giận. Như thương nhau, câu hát em chờ. Sông Lam xanh mãi. Hò bên sông. Hey, Bà Tin thích máy bay. Bà Tin thích máy bay nhờ Bà Tin nhờ. Đấy. Đấy, cốm này. Chị cốm này. Đấy. Chị cốm thích máy bay này. Đấy, ui xì. Bà Tin ơi, Bà Tin đến không? Bà Tin đến xem máy bay không? Bà Tin đến xem máy bay không? Bà Tin. Em có để ý đâu. Tin. Bà Tin đến xem máy bay không? Bà Tin kìa. Tin. Không nói gì. Nào, Bà Tin nào. Bà Tin. Giời. Bà Tin thích máy bay này. Bà Tin thích máy bay không? Đấy. Máy bay? Được có bay lên cao cho em chơi. Trời mà đứt tay à? Nguy hiểm quá. À, Bà Tin nào, chụp ảnh nào. Cố vào đây chụp ảnh, 1, 2, 3 nào.
Bật tên nào. Bật tên, bật tên. Cứ bà lên làm một kiểu đây, sau thích ra đồng chụp kiểu gì nữa chụp. Nào, cả nhà nào. Cả nhà nào sẵn sàng chưa? Từ từ nhá. Từ từ nào. À, từ từ nhá. Để lấy hình đó. Đấy, lấy hình nào, đấy, đủ rồi. Rồi. Cả nhà tươi lên nào. Nam mô Thái Ba nào, tươi lên nào. Mô Thái Ba nào. Chị cốm tươi lên nào. Mô Thái Ba nào. Nào. Nào cả nhà nào. Cả nhà được chưa nào. Cả nhà nào nhìn lên nào. Ai vào nữa nào. Rồi được chưa nào. Cả nhà nào cốm tươi lên nào. Cốm tươi lên nào. Ba tí nào. Tươi lên nào. Ba đúng rồi. Mô Thái Ba nào. Mô Thái Ba nào. Nào nhìn về đây nào. Mô Thái Ba nào. Cả nhà vẫy tay chào nào. Bye bye nào. Chúc mừng năm mới nào. Rồi cả nhà nào ra cánh đồng không. Không, đến đây cả nhà chụp. Hả? Đứng đây, đứng góc đấy. Đứng ở đây này. Đứng ở đây này. Nào, có xuống chụp nào, Xuống chụp với mẹ nào. Nào, xuống chụp nào. Có mà xuống đây. Xuống đây nào, nhanh. Chụp để con về nào. Đi, xuống đây. Xuống đây chụp với mẹ với em nào. Nhanh lên. Đấy, xuống đây, chụp với bố. Với mẹ đấy, em Martin này. Nhanh lên, cái máy bay nó mỏi. Máy bay nó mỏi, nó hết pin. Hết pin rồi. À, máy bay. À, máy bay, đúng rồi. Máy bay cười. À, đây, có chị cốm này, đây, rồi, chị cốm này. Nào, một hai ba nào. Đấy, một hai ba nào. Chụp ảnh nhá. Tươi lên nha. Từ từ nhá. Nào. Và thả tim. Mùa thai mà nào. Yeah, đúng rồi, trái tim. Nào nhìn về máy nào, mùa thai mà nào. Yeah. Được rồi. Nào, mùa thai mà nào. Bye bye. Bye bye. Bà vào đây làm kiểu nào bà? Bà về đây. Bà về đây làm kiểu nào? Đứng đây này. Ba ngoại về đây làm kiểu nào đấy. Ba này, đấy, bà đúng rồi. Bà Tú mà. Bà Tú vào đây. Ôm kia. Quay đằng sau để lách. Không sao rồi, có sao đâu mà. Đứng ở cạnh bố. Đấy rồi, bố. Ôi giời, đây. Đấy, anh em chụp một kiểu ảnh đấy nhá. Cười nhá. Nào, chào Thà Tim. Nào. Từ từ nhá. Nào. Đấy nào. Mô Thái. Mô, rồi. Để bà đi gọi. Mô Thái Ba nào. Mô Thái Ba nào. Yeah, được rồi. Từ từ nhá, quay video nhá. Quay video. Hãy quay video nào. Cả nhà. Nào, cả nhà nào, cả nhà nhìn vào nào. Cười lên. Cả nhà cười tươi nào. Hạ xuống thấp một tí không che mặt con. Cả nhà vẫy tay chào Hà Giang nào. Chúc mừng năm mới. Về thôi, đi ra cánh đồng không? Hay là thế là thôi? Các con về nhá. Bọn mẹ đi bộ đi đường này thôi. Bye bye. Các bạn đi đường nào? Cầm cái này cho bố. Thôi để bố cầm nhá. Rồi. Rồi. Rồi, để tan lại. Rồi, cả nhà hôm nay là áp áo đưa vợ con đi chụp ảnh ngoài cánh đồng này. Đấy, mấy mẹ con lại đang chờ. Đang chờ bố đây. Đẹp chưa? Ui giời rồi. Đấy, chụp được nhiều ảnh rồi. Bây giờ bố đấy. Con cầm cho. Con quay video cho bố á. Bây giờ đi xe máy về đây. Con cầm cho bố nhỉ. Đấy, bắt tin không?
Bà Tiên đâu nào? Nào, bà Tiên ra đây. Bà Tiên ra đây chào các bác nào. Đó. Bye bye các bác đi. Bye bye. Đi ra đây, ra đây bye bye nào. Đây đây. Bye bye. Đây. Bye bye nào. Con ra mẹ để mẹ bế lên chào. Hay. Chứ gì được bye. Chút nào, bye. Đây. Em con bế em lên để chào cả nhà nào. Không. Nào. Con bế lên để chào cả nhà nào. Mẹ bế bà Tiên lên chào cả nhà. Ra mẹ bế. Mẹ bế. Mẹ bế này. Chị gì bye bye á. Bye bye á. Để mẹ bế sao bye bye nhá. Mẹ bế. Đây. Bye bye. Con này. Rồi. Con này. Nào cả nhà thân mến, hôm nay A Páo đưa vợ con đi chụp ảnh. A Páo xin chúc cả nhà một năm mới mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý, phát tài, phát lộc. Chúc mừng năm mới. Bây giờ là mù xoay xoay về thôi, cả nhà đi xe máy về thôi, đi theo qua cánh đồng luôn. Cả nhà theo chân A Páo nhá. Cả nhà đi chúc Tết á, vào nhà chú. Vào nhà chú trong nhà. Ôi, con nhà chú. Chúc mừng năm mới. Chúc chú năm mới mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý, phát tài, phát lộc. Đây là chú. Đấy. Đây là chú, là gọi là chú rể đấy. Còn dì kìa, dì là em bà ngoại. Đấy. Ô dì hôm nay xinh này nhờ. Có quả bôi son. Hôm nay Tết được đi du xuân, được bôi son đấy. Rồi, còn ti son đấy, bà ngoại. Đấy, hôm nay cả nhà đi chụp ảnh được nhiều. Đấy. Các mợ các bà đi chụp ảnh được nhiều ảnh lắm. Đấy. Nên là vào nhà chú chúc Tết một tí. Mù say say lo say say. Mù say say lo say say. Hầu chứ hầu mẹ mẹ. Đi nhanh nhanh về nhanh nhanh. Đi nhanh nhanh về nhanh nhanh. Ta uống hầu mẹ mẹ. Thầm mõ đeo luôn vòng quanh cô nơi đại ngàn đa xăm, giữa núi rừng đường đao khoe sắc như chỉ hồng trên đá. U chàng trai mi tu mù say say lòi say say, mù say say lòi say say hồ chớ. Đi nhanh nhanh về nhanh nhanh. Đi nhanh nhanh về nhanh nhanh, ta uống hầu mẹ mẹ. Thank you.